You take my breath away. I wanna feel. You take my breath away. Hey, mình như Diêm mọi người, Mayan đây. Và chắc hẳn là các bạn cũng đã nhận ra được nữ diễn viên Song Hye Kyo trong đoạn clip ngắn vừa rồi phải không? Chị chính là gương mặt đại diện của thương hiệu Sumasu nổi tiếng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ. Trước khi bắt đầu video, đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Happy Skin để nhận được thông báo sớm nhất khi tụi mình ra video mới. Và đừng quên tham gia group tập làm vlogger, beauty blogger, MC của đại gia đình Happy Skin mà anh để link ngay bên dưới phần mô tả. And now, let's go! Nếu như có theo dõi các bài viết trên group của Mai Anh hoặc là các video trước thì ắt hẳn các bạn cũng sẽ biết là tình yêu lớn lao của mình dành cho thương hiệu này như thế nào. Nhưng mà dù có yêu cách mấy đi chăng nữa thì cũng phải tỉnh táo. Những sản phẩm nào thật sự tốt thì Mai Anh sẽ nói tốt, còn những sản phẩm nào chưa tốt lắm thì mình cũng sẽ nói một cách cụ thể và chân thật nhất trong video này để các bạn có một cái nhìn khách quan và toàn diện nhất về các sản phẩm của Suhasu. Suhasu là hãng mỹ phẩm chiết xuất từ các thảo mộc thiên nhiên đến từ Hàn Quốc thuộc tập đoàn Amo Pacific, và triết lý về cái đẹp của hãng chính là sự hài hòa và cân bằng của thiên nhiên. Người sáng lập của thương hiệu vốn có niềm đam mê cũng như là rất là tin tưởng vào khả năng chữa bệnh và làm đẹp của các phương thuốc cổ truyền đến từ phương Đông, cho nên ông đã luôn luôn tìm tòi và nghiên cứu cách thức để đưa những cái thành phần này vào trong các sản phẩm dưỡng da. Khởi nguồn cho huyền thoại Suhasu đến tận ngày nay chính là kem nhân sâm ABC được Amo Pacific ra đời vào năm 1966. Và ngoài kem nhân sâm thì còn một sản phẩm rất là nổi tiếng của hãng nữa, chính là tinh chất First Care Activating Serum, mà hầu như là bạn nào nghe đến tên thương hiệu này thì cũng sẽ biết đến sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ được sử dụng ngay sau bước làm sạch và trước tất cả mọi bước khác để đánh thức làn da. Chi tiết về sản phẩm chúng ta sẽ review kỹ hơn ở phần tiếp theo. Suhasu có rất nhiều dòng dưỡng da khác nhau. Cao cấp nhất phải kể đến là Time Tracer chiết xuất từ thông đỏ ngàn năm và dòng chiết xuất từ nhân sâm, giúp đặc trị chống lão hóa cho da và có giá tiền cao nhất. Cơ bản nhất dành cho những ai mới bắt đầu sử dụng thương hiệu này, có thể sử dụng dòng Essential X. Đây là dòng cơ bản giúp cân bằng âm dương trong da, trả lại trạng thái khỏe mạnh nhất cho làn da. Và nếu như bạn là một tín đồ cuồng trắng sáng thì có thể cân nhắc sử dụng dòng Snow White chiết xuất từ bạc sâm và cam thảo, giúp ức chế sản sinh melanin trong da. Ngoài ra, trong năm vừa rồi, hãng cũng vừa mới launching một dòng hoàn toàn mới mang tên là Bloomstay chiết xuất từ hoa mai mơ, có khả năng làm sáng da và chống lão hóa nhẹ dành riêng cho độ tuổi từ 20 tới 30. Hãy cùng Mai Anh nhìn vào bảng thành phần để tìm ra sự khác biệt trong mỹ phẩm phương Đông và phương Tây. Theo nguyên lý phương Tây thiên về đặc trị thì bảng thành phần thường chỉ chứa 1-2 ngôi sao sáng ở nồng độ cao, ví dụ như là 2% salicylic acid hoặc là 1% retinol. Các chất còn lại đóng vai trò như là chất làm dịu, dung môi hoặc là chất tăng cường khả năng hoạt động của hoạt chất chính. Vì vậy, khi mà sử dụng các sản phẩm đến từ phương Tây thì sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt và nhanh chóng trong thời gian rất ngắn. Ngược lại, nguyên lý phương Đông là cân bằng, bắt nguồn từ triết lý cổ đại về âm và dương. Khi đạt tới trạng thái cân bằng thì làn da của chúng ta sẽ trở nên khỏe hơn và có khả năng tự khắc phục mọi vấn đề. Nếu như các bạn để ý thì các hãng mà theo trường phái đông y như là Suhasu, Sum 37 hoặc là Hu thì thường sẽ có bảng thành phần rất là dài giống như là một cái sớ vậy. Và hiệu quả sử dụng của sản phẩm sẽ không phụ thuộc vào 1-2 hoạt chất như phương Tây, mà là sự phối hợp và cân bằng của tất cả các chất ở trong sản phẩm. Mọi thứ một chút, tuy không quá nổi trội nhưng mà khi kết hợp với nhau sẽ mang lại hiệu quả toàn diện nhất. Và các thành phần khi được hãng lấy ra để giới thiệu thì đôi khi không phải là thành phần mang lại hiệu quả tốt nhất hoặc là nổi trội nhất đâu, nhưng mà lại mang được hiệu ứng truyền thông tốt nhất. Chính vì vậy là tùy thuộc vào tình trạng da cũng như là thời điểm mà mình sẽ sử dụng sản phẩm phương Đông hay là phương Tây để dưỡng da, chứ hoàn toàn không quá thích hay là quá ghét một trường phái nào hết. Sau một thời gian rất là dài mà sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ Đông y thì mình cảm thấy là nền tảng da của mình khỏe hơn rõ rệt, ít gặp các vấn đề như trước, cho nên cũng hạn chế sử dụng các treatment quá nặng đô. Đúng bản chất con nghiện, cho nên là thực tế là Mai Anh đã dùng qua hầu hết các dòng của Suhasu rồi. Dĩ nhiên là bằng rất là nhiều cách chứ không phải là đủ tiền để mua cái sản phẩm full size đâu. Đây cũng là một tip mà mình sẽ chia sẻ ở cuối video clip này. Và nói qua một chút về tình trạng da của mình. Da mình là da thường và hơi thiên khô một chút, đặc biệt là khi mà thời tiết trở lạnh. Và da mình rất là mỏng, nhạy cảm và lộ mạch máu, cho nên khi mà có một sự thay đổi về môi trường hay thời tiết là rất dễ bị kích ứng và nổi những cái mẩn đỏ rất là khó chịu. Ngoài ra thì mình cũng hay bị nổi mụn ở những cái vùng như là hai bên má, mũi, cằm và trán, những cái vùng dễ tiết dầu. Cho nên là một trong những điều mà mình quan tâm nhất là làm sao để da trở nên dày dặn, khỏe mạnh hơn. Và sau đây là 7 sản phẩm mà mình tâm đắc nhất sau hơn 2 năm sử dụng Suhasu mà các bạn nên thử sử dụng một lần trong đời. Đây là sản phẩm iconic của hãng với công thức độc quyền mang tên là Zhaum Balancing Complex, được chắt lọc từ 3.000 thành phần đông y quý hiếm, còn 5 thành phần mang lại tác dụng tốt nhất cho làn da.
Đầu tiên là mẫu đơn có khả năng kích thích tuần hoàn máu làm trắng da. Hạt sen bổ sung độ ẩm khiến cho làn da trở nên có sinh khí. Ngọc trúc giúp cải thiện các vấn đề của da. Bách hợp đem đến làn da mềm mại, căng mượt. Và địa hoàng giúp duy trì độ ẩm, làm dịu nhẹ làn da khô. Các thành phần trên thì được chưng cất liên tục trong 18 tiếng để tạo ra hợp chất Jaum Balancing, giúp cân bằng và bổ sung năng lượng âm vốn bị mất đi trong quá trình lão hóa của người phụ nữ, từ đó sẽ giúp cho làn da trở nên rạng rỡ hơn. Và thành phần đầu tiên chính là chiết xuất từ rễ cây mặt môn đông vốn thuộc họ hoa ly. Thành phần này là một humectant, chính là một chất hút ẩm cho nên dưỡng ẩm cho làn da rất là tốt. Ngoài ra thì có một bài nghiên cứu đã chỉ ra khả năng chống viêm và kháng khuẩn của thành phần này. Theo y học của Trung Quốc thì mặt môn đông có khả năng bổ sung năng lượng âm cho nên rất tốt cho phụ nữ. Thành phần thứ hai là chiết xuất từ rễ cây cam thảo. Đây là một thành phần rất được ưa chuộng cho các sản phẩm dưỡng da vì khả năng ức chế tyrosinase, một loại enzyme ức chế sản sinh melanin, giúp làn da trắng sáng đều màu, hạn chế thâm nám tàn nhang. Thành phần thứ năm trong sản phẩm này chính là cồn. Nghe tới đây thì hơi đáng sợ đúng không? Nhưng mà thật ra thì Mai Anh cảm thấy là cái bạn cồn trong em này có khả năng làm cho sản phẩm thấm nhanh hơn. Nhưng mà công nhận là thấm nhanh thật, chứ hoàn toàn không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ví dụ như là cay mắt hay là bị khô da hay là nghe mùi cồn quá nhiều như các sản phẩm chứa nhiều cồn khác. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái thành phần bổ béo khác như là chiết xuất từ trà xanh giúp chống oxy hóa cho da, chiết xuất từ hoa mẫu đơn, hạt ý dĩ giúp làm trắng da, glycerin, hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm cho da. Nói chung là toàn là những thành phần tốt chiết xuất từ thực vật cũng như là thảo mộc đông y phương đông hết thôi, cho nên là không vỗ ngang thì cũng vỗ dọc. Xét về giá thì thật ra là đây là một sản phẩm gây tranh cãi về hiệu quả sử dụng cũng như là giá tiền. Các bạn có thể tậu được em này ở ngay showroom Việt Nam với giá gần 2 triệu cho một chai có dung tích là 60ml. Nếu dùng mỗi sáng và tối thì có thể kéo dài từ 2 tới 3 tháng. Khi mà tham khảo các review trên thế giới và ở cả Việt Nam á, thì có hai thái cực, một là rất yêu thích và một là cực kỳ cảm thấy vô thưởng vô phạt. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì đây là một sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích và đã dùng trong một thời gian gần 2 năm rồi. Trên tay Mai Anh là phiên bản giới hạn được sản xuất vào năm 2019 vừa rồi. Em này thì có dung tích là 120ml và mình dùng gần 6 tháng rồi nhưng mà vẫn còn đây. Về kết cấu sản phẩm thì có dạng gel lỏng, màu nâu nhạt, thơm mùi thảo mộc và bôi đến đâu thì ngấm đến đó. Hiệu quả sử dụng trên da của mình thì rất là thích, khả năng cấp ẩm ngay tức thì và làm dịu da rất tốt. Khi mà sử dụng lâu dài thì cảm nhận da hồng hào, khỏe mạnh và đặc biệt ít bị kích ứng hơn, nhất là trong những giai đoạn giao mùa. Về hiệu quả giúp làm tăng khả năng thẩm thấu của các sản phẩm sau đó thì cũng đáng nể lắm. Đêm nào mà mình dùng sản phẩm này thì cảm nhận là ngày hôm sau da đẹp hơn so với những ngày mà không sử dụng. Sản phẩm yêu thích thứ hai cũng là sản phẩm mà mình sẽ recommend cho các bạn nào mới bắt đầu sử dụng Suhasu. Lý do là vì sao? Vì em này có một cái giá rất là hạn rẻ nhưng hiệu quả lại vô cùng đáng nể. Ngoài các thành phần đông y giống như là các sản phẩm khác thì em này có chứa squalene, bơ hạt mỡ và bơ cacao giúp dưỡng ẩm cho da rất là tốt. Nghe tới thành phần thì mình cảm nhận là sản phẩm có vẻ rất là ẩm, dính vào bí da đúng không? Mà hoàn toàn không nha. Sản phẩm có một kết cấu dạng gel cream rất là thấm nhanh, lỏng và không để lại cái lớp màng dính sau khi sử dụng. Và đặc biệt là sản phẩm có một mùi hương cực kỳ thư giãn. Mà có một vài người bạn mà có sở hữu làn da dầu thì cũng feedback là rất là yêu thích sản phẩm này. Nói về hiệu quả sử dụng thì đây là mặt nạ ngộ best nhất của lòng Mai Anh từ trước tới giờ. Mình không biết là đã sử dụng qua bao nhiêu tuýp rồi. Khả năng tái tạo da cực kỳ đỉnh. Mỗi lần mà mình đi du lịch thì chỉ mang mình em này thôi và bôi cả sáng và tối luôn. Dù có nắng gió hay là bụi bặm cách mấy đi chăng nữa thì sau khi bôi, làn da như là chưa từng gặp bất kỳ vấn đề gì hết. Và mới mức giá chỉ khoảng 800.000 cho 120ml thì là một sản phẩm rất đáng để thử đúng không? Vì dùng được gần cả năm đó. Sản phẩm yêu thích thứ ba là một em dầu tẩy trang. Đây chính là em Zendral Cleansing Oil. Bạn này thì không chứa dầu khoáng mineral oil, cho nên là các bạn sợ da bí bách hay là dễ bị mụn ẩn thì hoàn toàn có thể vô tư sử dụng. Ngoài ra thì trong đây còn chứa các thành phần dầu khác tốt cho da như là dầu hạt mơ, dầu trà, dầu hạt thông và các thành phần khác như là trần bì, cam thảo hay là hạt ý dĩ, rất là tốt cho da. Xét về kết cấu thì có một kết cấu rất là lỏng, gần như là lỏng nhất trong tất cả các loại dầu tẩy trang mà mình từng sử dụng. Nhũ hóa lại rất dễ và sau khi rửa mặt, da cảm nhận đủ ẩm nhưng không nhờn dính. Và đặc biệt là Mai Anh chưa bao giờ bị mụn mẫn khi sử dụng em dầu này. Mình đã từng sử dụng qua rất là nhiều các loại dầu tẩy trang khác nhau như là Muji, Suemura, DHC, The Body Shop hay là Q và dừng chân em này. Và chắc là sẽ không đổi qua bất kỳ loại nào khác đâu nếu như chưa có một ứng cử viên nào xuất sắc hơn bạn này vì khả năng làm sạch quá đỉnh mà da lại còn được cấp ẩm đầy đủ. Sau bước làm sạch thì Mai Anh có thói quen là sẽ lau lại một lần nữa với toner để kiểm tra độ sạch của làn da. Và khi mà dùng em này, dù trước đó có makeup đậm tới mức nào đi chăng nữa
thì lau lại vẫn không thấy sót bất kỳ chất bẩn nào, cho nên là mụn ẩn cũng không có cơ hội để xuất hiện trên làn da của mình. Vì hiệu quả sử dụng quá tốt cho nên là dù đến tận 800 nghìn cho 200ml nhưng mà Mai Anh vẫn bấm bụng để mua. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà dùng bạn này mỗi tối á, thì cũng kéo dài được từ 2 cho tới 2 tháng rưỡi lần đó. Sau khi tẩy trang sẽ đến bước sử dụng sữa rửa mặt. Thì Mai Anh nhớ không lầm thì Sun Hoa Su có khoảng 4 cho tới 5 sữa rửa mặt khác nhau. Và thích nhất của mình chính là em này cùng dòng với dầu tẩy trang, có tên là Central Cleansing Foam. Em này thì không chứa SLS là một thành phần tẩy rửa phổ biến nhưng mà có khả năng làm khô da, mà lại chứa một gốc làm sạch dịu nhẹ hơn. Và đồng thời là có thêm những cái chất bổ sung dưỡng chất cũng như là làm dịu da, cho nên khi mà dùng xong á, da rất là mềm, căng, độ ẩm. Mặc dù có độ pH khoảng 7 nhưng mà có thể là khi mà dùng á, mình tạo bọt rất là kỹ trước khi sử dụng cho nên là không cảm thấy da bị khô một tí nào. Và nếu như ở nhà có máy rửa mặt, kết hợp với em này là một bộ đôi hoàn hảo đó. Và nếu mà xét về giá thì bạn này có giá tầm khoảng 800 nghìn bằng với lại dầu tẩy trang cho 200ml. Nhưng mà Mai Anh cảm thấy dùng rất là tiết kiệm hơn các bạn dầu tẩy trang. Thường á, thì khi mà sử dụng hết một chai lớn, hay cái này là mini nha, hết hai chai lớn dầu tẩy trang thì mới hết một chai sữa rửa mặt. Bốn sản phẩm dưỡng da rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một sản phẩm make up. Em này thì vốn rất là nổi tiếng trong cộng đồng Makeution, chính là Cushion Perfecting X của nhà Sun Hoa Su. Bạn này thì vốn rất là nổi tiếng với khả năng che phủ tốt và dùng rất là ít hao. Vì sao mà anh nói như vậy? Trên tay mình là phiên bản Giáng sinh năm 2018 và tới đây là hơn một năm rồi mà mình vẫn chưa chuyển sang cái lõi refill. Một phần thì chắc là do ít trang điểm, nhưng mà phần thứ hai á thì bởi vì em này có độ che phủ rất là đỉnh cho nên chỉ cần chấm nhẹ một cái là đã che được nửa bên mặt rồi, cho nên dùng mãi vẫn không có thấy hết. Tuy nhiên là mà anh có để ý á, là đối với lại những cái làn da mà không đều màu á thì sản phẩm này sẽ cân bằng tông da rất là tốt, che phủ cực kỳ tốt. Tuy nhiên là những cái ngày mà mình bị những cái mụn sưng viêm á thì khi che em này lên á vẫn che được cái nốt mụn đó, nhưng tạo một cái cảm giác là da hơi gồ ghề một chút. Cho nên là các bạn nào mà đang cân nhắc em này á thì xem xét thử xem sao nha. Xét về màu sắc thì trên tay mình là tông số 15, là tông sáng nhất, là tông trắng hồng. Tuy nhiên là nếu mà lần sau thì chắc là mình sẽ cân nhắc mua tông 21 vì cái tông nó sẽ nghiêng về tông cân bằng, tông neutral và hơi vàng một chút, phù hợp với da châu Á hơn. Và nếu như bạn có làn da ngăm thì hãy thử tông số 23. Xét về giá thì hơn 1 triệu đồng cho một em này và một lõi refill dùng mãi không hết thì mình nghĩ đây là một cushion rất là hợp lý cho những bạn nào đang muốn tìm kiếm một kem nền mới. Sản phẩm yêu thích thứ 6 là kem căng bóng da có tên là Luminator Glow Cream. Em này chỉ có kết cấu giống như là lotion rất là lỏng nhưng mà dưỡng ẩm cực kỳ tốt và lại không gây nhờn dính. Và hiệu quả sử dụng thì được giới thiệu là dùng trước cushion để tăng độ căng bóng và rạng rỡ cho làn da. Và thiệt sự luôn, khi mà mình dùng trước cushion á thì da kiểu óng ánh, rạng rỡ, rất là Chloe, kiểu khỏe mạnh chứ không hề bóng nhảy hay là nhờn dính gì hết. Cho nên là đây là một cái combo rất là tuyệt vời để kết hợp với cushion. Cho nên nếu bạn là một fan của makeup căng bóng Hàn Quốc thì hãy thử em này một lần nha. Về giá thì bạn này giá hình như cũng hơi cao một chút, tầm khoảng 2 triệu mấy cho một sản phẩm full size. Cho nên là thường thì Mai Anh sẽ có một cái tips là sử dụng mini size để tiết kiệm tiền. Sản phẩm cuối cùng trong list những sản phẩm yêu thích chính là kem nhân sâm của nhà Sun Hoa Su. Đây là một sản phẩm hết sức đặc biệt vì có thể sử dụng riêng và kèm với các dòng sản phẩm khác. Hồi nãy lúc mà nhắc tới lịch sử thì Mai Anh cũng có nói, đề cập đến cái tiền thân của sản phẩm này chính là kem nhân sâm ABC được ra đời vào năm 1966. Kem này có tác dụng chống lão hóa, chống nhăn và làm đều màu da, cho nên là phù hợp với hầu hết các loại da. Tuy nhiên là vì giá tiền khá là mắc cho nên là chắc là các lứa tuổi từ 30 tới 35, khi mà đã có những dấu hiệu lão hóa rõ rệt thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng bạn này. Và vì giá tiền đó cho nên là Mai Anh chỉ có thể dùng em này để dưỡng quanh mắt, để hạn chế nếp nhăn, cũng như là sử dụng toàn da mặt một tuần một lần để chống lão hóa. Xét về thành phần thì em này đúng là đỉnh cao của chống lão hóa. Khi thành phần nhân sâm được xếp trước cả nước thì bạn có thể hình dung được là hàm lượng nhân sâm chứa trong hũ kem này cao tới mức nào rồi đó. Ngoài ra thì còn được bổ sung thêm squalene, beta glucan, dầu hạt bơ xoài, dầu bơ, dầu hạt hướng dương để tạo nên một kết cấu mịn như kem bơ. Ngoài thành phần nhân sâm và các thành phần kể trên thì trong em này còn chứa các chiết xuất như là kem thảo, hoa mẫu đơn, hoa huệ, mật ong, saponin và rất nhiều các thành phần khác, đóng vai trò như là chất chống oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm sắc tố cho da. Và còn một thành phần nữa mà Mai Anh kiểu phải hú hét lên khi mà phát hiện ra chính là retinol nằm ở giữa bảng thành phần. Vốn đang tìm kiếm một loại sản phẩm có chứa retinol mà làm da ít bong tróc, ít bị kích ứng
ứng thì đây chẳng phải là một sản phẩm quá tuyệt vời hay sao? Bạn này có hai phiên bản là Original và Light với kết cấu mỏng nhẹ hơn, cho nên tùy vào tình trạng da mà các bạn lựa chọn phiên bản phù hợp với mình. Vì giá thì em này có giá hơi cao, tầm khoảng 5 triệu cho 60ml, cho nên là đây sẽ là một món quà rất là phù hợp nếu bạn muốn tặng quà cho bà hay là mẹ của mình. Còn ở lứa tuổi này thì khi tài chính chưa ổn định thì mang chỉ sang mini size mà dùng thôi. Còn qua năm 30 thì nếu tài chính ổn định hơn thì có thể cân nhắc mua full size. Phía trên là 7 sản phẩm cần phải thử của Suhasu mà mình cảm thấy hiệu quả, đáng tiền và có mức giá hợp lý. Và nếu như bạn là một người không có cầu kỳ trong chu trình dưỡng da hàng ngày thì với 7 món trên thì bạn đã có một chu trình khá là hoàn hảo rồi đó. Nãy giờ khen quá trời khen đúng không? Nhưng mà thật ra thì nhà Suhasu cũng có những sản phẩm thật sự làm mình thất vọng. Nhưng mà nhớ là đây chỉ là trải nghiệm của riêng Mai Anh thôi nha, cho nên các bạn chỉ xem để tham khảo thôi. Đầu tiên chính là sốt rửa mặt, là xà bông rửa mặt á, có cái thiết kế hình vuông vuông như thế này. Sản phẩm này thì có cái mùi hương thảo mộc rất là thơm và có một cái thiết kế trông rất là cổ điển và đẹp và rất là sang trọng. Nhưng mà khi sử dụng thì làm khô da mình rất là nhiều, cho nên là mình không thể sử dụng được nữa. Nhưng mà nếu bạn nào da dầu hoặc là da của nam giới thì mình nghĩ là vẫn có thể sử dụng được. Sản phẩm thứ hai chính là kem massage mặt. Em này thì thật sự thì mình cảm thấy không có tác dụng gì hết ngoài khả năng là làm trơn mượt để dễ thao tác massage trên da. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các loại dầu dưỡng mà không cần phải đầu tư quá nhiều tiền cho một sản phẩm Suhasu như thế này. Thứ ba, trong cái list ngày hôm nay, tức là cả bộ thông đỏ. Ở đây thì mình không có cái sữa rửa mặt trước đó mình dùng, nhưng mà mình cũng đã cho người khác rồi. Khi mà dùng thì da khá là khô vì hình như độ pH nó tầm khoảng 8-9 gì đó. Còn ba sản phẩm này là kem mắt, kem mặt và nước hoa hồng thì chất khá là đặc so với lại cái làn da của mình và cái thời tiết ở Việt Nam. Cho nên là nếu mà xét về chống lão hóa thì mình thích dòng nhân sâm hơn. Còn dòng này thì chắc là phù hợp với những da bạn nào mà cực kỳ khô và sống ở những nơi cực kỳ lạnh giá. Sản phẩm gây thất vọng thứ tư là son dưỡng ẩm có màu. Thiệt ra thì sản phẩm này lên màu khá đẹp, có nhiều màu để lựa chọn. Nhưng mà mình thấy không đủ ẩm với làn môi khô của mình cho lắm. Cho nên là thật sự nói là thất vọng thì cũng không hẳn đâu. Nhưng mà mình cảm thấy là không thật sự đáng để bỏ ra gần 800 nghìn cho một sản phẩm dưỡng môi có màu. Sản phẩm gây thất vọng tiếp theo chính là một bạn Cushion. Đây, Cushion Sheer Lasting Gel. Hồi nãy thì Mai Anh thích cái bạn Perfecting này bao nhiêu thì đã thất vọng bạn này bấy nhiêu. Bởi vì bạn này là một Cushion có giá hơn 1 triệu mà lại không có lõi refill. Và cảm giác trên da rất là, thật sự không thích luôn á. Rất là bóng, mà bóng theo kiểu bóng nhảy chứ không phải là bóng kiểu căng bóng giống như là cái bạn Perfecting này. Và thứ hai nữa là khi mà bôi lên da cảm giác không có thấm vào da, mà nó kiểu như có thể trượt khỏi da bất kỳ lúc nào. Độ che phủ thì lại rất là thấp. Cho nên mình nghĩ là chắc là các bạn ở Hàn Quốc, những bạn mà có làn da vốn dĩ là rất đẹp cũng như là không bị cái thời tiết nóng ẩm như Việt Nam á, thì có thể sẽ sử dụng bạn này. Riêng Mai Anh thì nếu như mà với cái tầm giá này mình sẽ recommend các bạn là sử dụng Cushion của Dior hoặc là YSL hơn. Và sản phẩm cuối cùng trong list Never Buy Again của Mai Anh là một bạn serum. Đây, trong tay Mai Anh là một chai serum mini bởi vì không có tiền mua full size. Em này có mức giá full size rất là mắc, khoảng 4,2 triệu cho 50ml. Cho nên là Mai Anh cũng chỉ mua được mini size thôi. Bạn này thì có kết cấu lỏng, thấm nhanh và cấp ẩm khá tốt, như khả năng làm sáng da như hãng giới thiệu thì không, hoàn toàn không có. Với cái mức giá quá cao như thế này thì mình sẽ recommend các bạn mua một cái serum vitamin C tốt như là SkinCeuticals hoặc là Obagi sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Và trước khi kết thúc video này, Mai Anh sẽ chia sẻ cho các bạn 3 tips mà mình đã áp dụng để sử dụng mỹ phẩm Suhasu thật tiết kiệm lại hiệu quả. Đầu tiên là hãy dùng xịt khoáng ở giữa các bước dưỡng. Lý do là vì sao? Vì các sản phẩm của Suhasu hầu như là chứa dưỡng chất rất là cao, cho nên chỉ cần một lượng rất là nhỏ để có thể đủ đáp ứng cho nhu cầu của làn da rồi. Thật ra thì cách này Mai Anh áp dụng kể cả với các loại mỹ phẩm khác, trừ những sản phẩm cần nền da khô như là retinol. Cách này giúp cho sản phẩm thẩm thấu nhanh hơn vào da, đồng thời là tiết kiệm lượng sản phẩm dùng đó. Tips thứ hai khi sử dụng Suhasu là hãy săn mini size. Suhasu là một hãng tặng rất là nhiều mini size và sample khi mà bạn mua full size tại store chính hãng ở Việt Nam. Cho nên thường những cái sản phẩm nào gọi là must have và mang sử dụng thường xuyên thì mình mới mua full size, ví dụ như là em Fresh Care này. Ngoài ra thì những cái sản phẩm khác hầu như là mình sẽ toàn là dùng cái mini size được tặng hoặc là săn ở các shop sắp tay uy tín. Vì thứ nhất là tiết kiệm nè, và thứ hai là mình lại còn được dùng nhiều dòng hơn nữa. Cho nên tính ra nghe nói dùng Suhasu thì sang chảnh vậy thôi, chứ rất là tiết kiệm. Và mini size thì mang du lịch lại rất là tiện nữa. Cuối cùng khi mà dưỡng da với Suhasu đó chính là không cần phải sử dụng trọn bộ giống như là hãng giới thiệu đâu. Mà bạn hãy cảm nhận, bởi vì quá trình dưỡng da là cái quá trình mà bạn hiểu với làn da của mình.
Ví dụ như làn da của Mai Anh chỉ cần sử dụng rất ít bước vào mùa hè. Buổi sáng thì dùng first care, sau đó dùng toner rồi dùng luôn kem chống nắng. Buổi tối thì cũng first care toner, sau đó thì dùng luôn mask ngủ là cảm thấy rất là đầy đủ rồi. Chưa kể Suasu là một hãng có rất nhiều dưỡng chất trong một sản phẩm, cho nên bạn chỉ cần sử dụng như thế nào mà mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Và tổng kết lại, Suasu vẫn là một thương hiệu mà mình cực kỳ yêu thích. Và như đã đề cập bên trên thì mình không hoàn toàn sử dụng một thương hiệu này, mà vẫn sử dụng những sản phẩm của các thương hiệu khác để bổ sung cho những khuyết điểm mà Suasu chưa mang lại được cho làn da của mình. Còn bạn, thương hiệu yêu thích của bạn là gì? Và nếu như các bạn còn muốn mình review thêm các sản phẩm Suasu mà chưa được đề cập trong video clip này thì có thể comment ngay bên dưới để mình trả lời cho các bạn nha. Hy vọng các bạn thích những clip best and worst như thế này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!